đây là anh Long và Phượng, hai người bạn láng giềng mà thân nhất, đã giúp cho toàn bộ, gần như là toàn bộ những cái hậu cần. Đây là cặp bánh, cặp xôi song hỷ mà Phượng và anh Long đã làm tặng. Và chưa kể đến hàng loạt những món ăn rất là ngon và đẹp mắt trình bày mà anh Long với Phượng đã giúp cho. Xôi vị nè, bánh đúc nè, thịt nướng nè, bò lá lốp nè, và súp, chưa kể hai nồi súp băng cua. Đây là những hình ảnh mà Thành nghĩ là chỉ có một lần trong đời, khi lo cho đám cưới con gái đã được có cái sự hỗ trợ của các bạn. Sau 3 ngày vần vũ mưa bão, và ngày hôm nay ngày chính thức, ngày vui của Vi, trời nắng chan hòa, và những hình ảnh mà Thành đang quay vào lúc 9 giờ trước cổng vào, trước giờ nhà trai tới. Chúng ta hãy cùng nhau coi cái không khí chuẩn bị, những hình ảnh mà không dễ, và những hình ảnh này đáng ghi khắc trong lòng của gia đình như trong lòng của bạn bè. Trôi chảy, tất cả những món ăn đặt sẵn từ anh Long, chị Phượng và những nơi khác đã được lấy và sẵn sàng trên bàn để cho cái việc tiếp thứ sơ vào trưa ngày hôm nay. Thịt nướng, rau câu, alo, dì Phương qua tới rồi. Để phi. Alo, alo, le grand journée. Regardez le soleil et notre à notre côté. Ok, ok, hôm nay là khởi đầu một cái ngày đặc biệt. Trời đã chào đón cái ngày mới với một cái ngày nắng sau 4 ngày mưa dầm. Dì Phương khởi đầu. Alo Lê Phi. Các công việc đang ráo riết được tiến hành và mọi việc sẽ phải hoàn tất trước 11 giờ. Và Thanh tranh thủ quay từng công đoạn, từng công việc mà các anh chị em, bạn bè và người thân đang hết lòng giúp đỡ cho Thành Vân và cháu Vi trong cái ngày đặc biệt này. Đây, đây là cô Phương từ Đức nè. À, cô Phương đang chuẩn bị giúp cho cái phần gọi là bàn thờ, trái cây bàn thờ nè. Đó, sẽ là hai dĩa trái cây để cúng ông bà nè.
cái khâu công đoạn quan trọng trong việc bày bàn thờ ra tiên một ngũ quả. Đây, đây là bàn thờ ông bà. Cái góc này nhìn đẹp quá luôn. Có chú Tín phụ mẹ nữa này. Công đoạn của các nghệ nhân nha. Nghệ nhân Phương là đang đảm trách cái vấn đề rau câu đây. Em chắc là xấu. Cô Vân sẽ chịu trách nhiệm về appetizer. Cô Lan giúp cho anh đủ thứ nè, còn bánh mì. Cô Lan là cái job khó nhất. Đây nè, quay cái đầu cô Lan mới nè. Anh chẳng hơn cái đầu ấy nha. Come on, let's go get it. Hey! Sam? Oh, thank you.
Mang em mang hết một bộ. Có khăn đóng gì không? Rồi, cảm ơn. Tức là cái giờ phút quan trọng sắp tới thì
bác nhờ các con mình sẽ ở cái cửa hàng nhiều hơn nữa, mình sẽ phối hợp gần hơn. Không ha, Some business,
she could not attend the ceremony today, and we are from San Jose, California. Oh. Welcome. We would like to introduce Mrs. Huy Trang and her husband, Dr. Toan To. They are, and their children. They're beautiful children here, and they are from Toronto. Cái đấy là Huy Trang và Bảo Toàn là anh là em của bố của dâu từ Toronto. And they are happy to join the ceremony from Texas, the United States. Đầu tiên là chị nghe from Philadelphia. First, we'd like to introduce the oldest person. The older sister of the bride's mother, Mrs. Mindy Nell from Philadelphia, United States. Kế đến, chúng tôi xin được giới thiệu chị cô Nguyễn Thị Phương là em của mẹ của cô dâu từ Dresden, Germany. Next, we'd like to introduce Miss Nguyễn Thị Phương, who is the younger sister of the bride's mother, and she flew all the way from Germany. Okay. Thank you.
quyết định trong quá trình tìm hiểu và đi đến hôn nhân và được gia đình hai bên đồng ý và tác hợp. Cũng như cái niềm vui không phải chỉ đến một, chúng còn cũng muốn trình đến bố mẹ, trình đến ba. Niềm vui thứ hai mà gia đình chúng con được nhận trong tuần này, trong năm nay, cháu Julie chuẩn bị chính thức được đạt Medfees của Đại học Université de Montréal và cháu nhận được bằng cách đây 2 ngày. Cháu Richie cũng đã tốt nghiệp CPA và cả hai cháu đã cùng tốt nghiệp trong năm nay. Và cũng như là cái niềm vui của bố mẹ, con nhớ rằng bố mẹ thường mong mỏi trong gia đình họ Đặng có một thành viên làm và theo được. Manquer dans la tradition mariage parce que ces deux-là jamais séparés et on aimerait que ces deux Richie et Julie comme la tradition de attachés à vie. Thank you.
Mà sẽ hát rất là khéo thì nói là tôi vừa mới gai như một cái cô con gái ngày hôm nay. Moi je n'ai pas fini mais I have one right now. Félicitations. In Boston, we got two gifts here. All right. Felicitacion. Đến cô dâu và chú rể sẽ được phân trà để tặng đến hai bác Phương và Đức từ Việt Nam và California đến tặng chúc phúc và tặng quà cho hai cháu. We wish you. Xin con đàn cháu đống và make a lot of money and always happy. Okay. So congratulations and best wishes to you all. Okay. Good. Okay. Dạ, họ lắm. Cảm ơn đại cháu. Okay. Kế đến cô dâu và chú rể sẽ dâng trà lên cho cô chú Bảo Toàn và Thùy Trang từ Toronto và cô chú sẽ chúc phúc và tặng quà cho hai cháu. Em cũng cảm ơn em kế. Nên cô chú Khanh Hòa từ Texas và Việt Nam tới và cô chú sẽ nhận trà và chúc phúc cũng như tặng quà cho hai cháu. Today is a very special day. Happy day, I'm sure. I mean, we all have happy day. Life and marriage is not just happy day, there will be challenges. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never
bây giờ là tới dành cùng.